Chào mừng các bạn đến với bản tin của kênh Bóng ngày 20 tháng 2. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật tin tức mới nhất trong hôm nay nhé. Theo như thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý mua Lý Nguyễn với giá 1 triệu USD và bản hợp đồng bom tấn này có thể được chốt bởi hai bên trong ngày mai, ngày 21 tháng 2. Theo thông tin của South Star, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý trả 1 triệu USD để mua Lý Nguyễn với thời hạn 2 năm. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Chúng tôi đã đồng ý trả 1 triệu USD cho Lý Nguyễn. Đây cũng là mức phí mà cầu thủ này yêu cầu để có thể gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, chúng tôi chờ Lý Nguyễn làm việc với câu lạc bộ chủ quản để chính thức có được chữ ký của cầu thủ này. Chúng tôi hy vọng Lý Nguyễn sẽ sớm chốt xong mọi thứ với đội bóng chủ quản. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực sự rất cần có một tiền vệ đẳng cấp như Lý Nguyễn để thực hiện được những tham vọng ở mùa bóng 2020. Với thông tin câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý trả 1 triệu USD cho Lý Nguyễn của South Star, V-League 2020 đang sắp đón một bom tấn lớn nhất trong lịch sử với giá trị hợp đồng lên đến 23 tỷ đồng. Khả năng lớn nhất là Lý Nguyễn sẽ gia nhập Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 2 trước thời điểm V-League 2020 chốt hạn đăng ký cầu thủ. Chuyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mua Lý Nguyễn có thể nói là một thương vụ gây sốt cho V-League 2020. Tiền vệ Mỹ gốc Việt đang thuộc biên chế câu lạc bộ Inter Miami, đội bóng thuộc sở hữu của danh thủ David Beckham. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải đàm phán trong thời gian rất lâu để có thể chốt giá mua Lý Nguyễn. Trước đó, họ chỉ đồng ý trả 800.000 USD nhưng sau cùng lại chấp nhận mức phí 1 triệu USD. Trong quá khứ, Lý Nguyễn thi đấu cho Los Angeles FC. Lý Nguyễn có nhiều năm thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ và từng lọt vào đội hình tiêu biểu trong năm 2014. Thế nên, tài năng của Lý Nguyễn là điều không cần phải bàn cãi. Thực tế, Lý Nguyễn không hề xa lạ khi anh từng thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2009 đến năm 2010 và Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2011. Sau đó, Lý Nguyễn trở về Mỹ thi đấu và anh từng được gọi lên tuyển Mỹ ở thời huấn luyện viên Klinsmann. Vậy nên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mua Lý Nguyễn hứa hẹn sẽ mang đến một sức bật cực lớn về hình ảnh và chuyên môn. Trước Lý Nguyễn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công Phượng và Bùi Tiến Dũng, hai ngôi sao có chuyên môn giỏi cũng như sự yêu mến rất lớn của người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin bóng đá ngày 20 tháng 2 của kênh Bóng TV. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức bóng đá mới nhất nào của kênh Bóng TV các bạn nhé.